Các bạn ơi, nguyên một bầy cò luôn nè các bạn. Đó, bạn nhìn thấy không? Nguyên một bầy cò trắng ở ngoài vuông. Rồi một con là đang bay ở trên nè các bạn. Đó các bạn nhìn thấy không? Đó, một con sà đáp xuống nè, đó. Nguyên một bầy cò đó, các bạn. Nó đang đi kiếm mồi, đang đi tìm món ăn á các bạn. Hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm sáu bảy. Ôi trời ơi, mấy chục con các bạn ơi, bốn mấy năm chục con luôn á. Ôi không có mấy chục con các bạn ơi, gần cả trăm con luôn á. Các bạn thấy quá trời nó, mình đứng lên cái đầu nó bay xuống Mỹ dưới kia rồi. Nè mình mở lên cao lên cho các bạn nhìn thấy ha. Quá trời các bạn ơi nè. Hết hồn chứ. Đó. Trời ơi coi coi là các bạn ơi. Ôi kìa, nó bay trắng luôn kìa các bạn. Wow. Rất là đẹp nha. Xe bay đi lớn đi ngang bóp kèn cái đầu nó quảng hồn nó bỏ nó chạy. Nó đảo vậy không cũng quay lại các bạn nè. Nó đảo rồi cái cũng quay lại các bạn. Rồi nó xuống cái đường bờ của mình ở dưới, nó đứng ở dưới rồi các bạn ơi. Quá trời nguyên một bầy cò hết hồn, cả trăm con. Nên là nó đậu ở dưới đường bờ ở dưới này các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó nguyên cái trắng 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 á, đám dưới đó, đó. Quá trời. Kinh khủng.